Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 33, sau khi trở lại Linh Cư Động Thiên, trong màn đêm, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện Hàn Dịch Thủy đang sử dụng đồ của mình. Ngày hôm sau, khi bình minh ló dạ, Diệp Phàm cùng trưởng lão Ngô Thanh Phong đã liền cùng nhau đi tới một sơn cốc nơi có ba vị lão nhân đang ngồi. Từ trên không trung đi xuống, thanh âm Ngô Thanh Phong đã liền vang lên nói: "Hàn trưởng lão, người đem những đồng khí kia trả lại cho hài tử này đi. Những thanh đồng khí này không phải là của đệ tử Bang Bác sao? Tại sao lại có liên quan tới hắn?" "Người..." Dứt lời, Ngô Thanh Phong liền cầm cây phất trần của mình định động thủ với Hàn Dịch Thủy thì một vị trưởng lão đã liền cản lại. Thế vậy, Diệp Phàm đã liền cất lời nói: "Hàn trưởng lão, những thứ phế đồng kia là của ta cùng Bạc Bác, bây giờ ta đến đây lấy lại đồ, tại sao không liên quan? Mời Hàn trưởng lão đem những thanh đồng khí của ta ra đây." "Những thanh đồng khí kia có quan hệ với ngươi ư?" "Đúng vậy." Nghe những lời này, hai vị trưởng lão ngồi bên cạnh đã liền đỡ lời nói Hàn trưởng lão trả lại đồ. Bởi vậy, tên kia sau một hồi ngẫm nghĩ, hắn ta đã sai người trả lại. Thế vậy, Diệp Phàm cũng liền khom người cảm ơn Hàn trưởng lão. Sau đó, anh ấy cũng liền cất cái cổ đăng cùng xá lợi chẳng hạt đi. Cuối cùng, khi đã đòi lại được đồ của mình, Diệp Phàm cùng Ngô Thanh Phong trưởng lão đã liền rời đi khỏi nơi này. Vừa khi Diệp Phàm rời đi, ở bên ngoài, Lý Vân đã đi tới thanh âm vang lên nói: "Sư phụ, tại sao lại đem nó trả cho tên phàm nhân kia? Người muốn Ngô Thanh Phong trưởng lão liều mạng với ta sao? Người cũng đã nói, hắn chỉ là một phàm nhân thôi mà." "Ý của sư phụ là..." "Con hiểu rồi, con sẽ bảo Lê Lâm và Lý Vân đi làm chuyện này." Dứt lời, Lý Vân cũng liền rời đi. Cũng trong lúc đó, ở tại nơi ở của mình, Diệp Phàm đang nói chuyện với Ngô Thanh Phong, anh ấy cảm ơn vị lão nhân kia đã giúp mình lấy lại đồ. Và như thể để cảm ơn, Diệp Phàm đã liền lấy ra Ngọc Tịnh Bình và đưa cho Ngô trưởng lão. Bên trong Ngọc Tịnh Bình chính là thần quyền. Sau đó, anh ấy nhắc Ngô trưởng lão phải cất giữ nó cẩn thận và không được cho ai biết chuyện này. Cuối cùng, không người cảm ơn vị lão nhân kia, Diệp Phàm cũng nhanh chóng rời khỏi Linh Cư Độc Thiên và đi về phía khu rừng hướng về nơi Bảng Bác mất tích. Thế nhưng, vừa đi ra bên ngoài được một đoạn thì Diệp Phàm cảm nhận được có người đang tới, anh ấy liền dừng lại. Ngay lập tức, trước mắt Diệp Phàm xuất hiện một đám người đi tới bao vây mình lại. Nhìn kỹ, Diệp Phàm thấy kia chính là đám người Lý Vân. Lúc này, sắc mặt Diệp Phàm có chút khó coi, còn đám người kia vừa thấy Diệp Phàm, bọn họ đã liền đục khẩu. Nhất thời, thanh âm Lý Vân đã vang lên quát: "Diệp Phàm, ta chờ ngươi đã lâu. Ta có sức hút như vậy sao? Lại phải phiền ngươi nhớ nhung. Ngươi tiêu đời đến nơi rồi, còn cua môi múa mép, còn chưa quỳ xuống. Trên đời này, chưa có ai đáng để ta quỳ, chỉ bằng các ngươi thì... để ta bắt ngươi phải quỳ." Dứt lời, một tên nam nhân liền đan hai tay vào nhau. Sau đó, cánh tay vung ra, một luồng kinh khí bắn mạnh, hư ảnh khổng lồ sau lưng liền hiện lên. Sau đó, hắn ta liền lao thẳng về phía Diệp Phàm mà đánh. Thế vậy, Diệp Phàm cũng liền tránh né, cước bộ liên tục xoay chuyển làm tên kia trượt hết. Tiếp theo, cầm cánh tay hắn ta, Diệp Phàm liền xoay mạnh lập tức quật ngã tên kia xuống mặt đất rồi ném ra xa. Thế vậy, ở xung quanh, đám người kia lập tức động thủ. Trong tay bọn họ, binh khí đã liền hướng về phía Diệp Phàm đánh tới, công kích không ngớt chút nào. Thế nhưng, Diệp Phàm rất nhanh, thân hình liên tục di chuyển, anh ấy đã né tránh toàn bộ công kích ập tới, những mũi tên kia cũng liền bị anh ấy bắt trúng và ném đi. Lúc này, đám người kia vô cùng tức giận, toàn bộ công kích của họ đều không làm gì được Diệp Phàm, thậm chí còn bị đánh văng. Bởi vậy, sau một hồi, bọn chúng liền kết thành trận hình. Nhất thời, ở vị trí trung tâm, một luồng lốc xoáy đã liền hiện ra, bao phủ lấy Diệp Phàm. Ở bên trong luồng lốc xoáy, Diệp Phàm cảm giác được nguy hiểm, hai mắt anh ấy bỗng nhiên sáng lên, phù văn hiện rõ trong quầng sáng ấy. Như nhìn thấu trận pháp, Diệp Phàm đã nhanh chóng thi triển tờ giấy vàng, sau đó liền phóng ra, chỉ trong tích tắc đã phá tan trận pháp. Cuối cùng, cước bộ thi triển, anh ấy liền phóng tới và đá văng toàn bộ đám người kia ra xa, khiến bọn họ kêu la thảm thiết. Sau đó, Diệp Phàm không thèm nhìn lại, anh ấy cứ thế quay đầu và rời đi. Thời gian trôi qua, đám người kia rất nhanh đã quay trở về, bẩm báo Hàn trưởng lão. Biết được tin Diệp Phàm chính là thủ phạm lấy mạng cháu mình, ông ta rất tức giận. Ngay lập tức, ông ta liền truy tìm Diệp Phàm. Chỉ trong phút chốc, lão đã tìm thấy. Tiếp theo đây, một cuộc chiến đã xảy ra. Đến đây thì hết tập 34 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.